Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 1941, mùng 6 tháng 6 2022, sáng nay mùng 5 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã về thăm tặng quà động viên người cao tuổi tỉnh Hải Dương, cùng đi với Chủ tịch nước có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình. Đón tiếp đoàn công tác của Chủ tịch nước có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh. Gặp mặt tặng quà 15 người cao tuổi tiêu biểu của tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh và từng hội viên người cao tuổi đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Hội đã làm tốt việc phát huy vai trò tuyên truyền, triển khai sáng tạo nhiều hình thức chăm sóc người cao tuổi với hơn 1.800 loại hình câu lạc bộ người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi động viên, chúc toàn thể người cao tuổi tỉnh Hải Dương và trong cả nước dồi dào sức khỏe, phúc thọ an khang, sống vui, sống khỏe. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh Hải Dương đối với người cao tuổi. Hôm nay chúng tôi có thể gặp tất cả trên 12 triệu người cao tuổi nước ta được, nhưng mà gặp được 15 các bác, các cụ là người cao tuổi của tỉnh Hải Dương, đại diện cho tỉnh Hải Dương, để chuyển cái lời thăm hỏi ân cần nhất của Đảng, Nhà nước và Đảng Tổ quốc Việt Nam của chúng ta đến mọi người cao tuổi với đất nước. Tôi nói người trung kiên, bất khuất, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước chúng ta, là trung tâm của gia đình, là gắn kết, kết nối, đoàn kết các dân tộc, gắn kết, kết nối, đoàn kết trong làng, trong xóm, trong khu phố của chúng ta. Tôi được biết riêng tỉnh Hải Dương, cái hoạt động người cao tuổi tích cực, có rất nhiều hình thức chăm sóc người cao tuổi. Cái người cao tuổi chúng ta thì ngồi có nhiều yếu tố tâm lý, sức khỏe, nhưng mà sự trân trọng và tình cảm rất quan trọng. Đấy, thì tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh ở đây đã có những cái cử chỉ, những hành động, những việc làm có thể nói là rất là tình cảm, trân trọng với các cụ. Đó là một cái hoạt động rất là tốt trong cái việc mà có một phong trào yêu nước, một phong trào đoàn kết, một kính lão đắc thọ. Thì tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương công tác lãnh đạo chỉ đạo phong trào người cao tuổi của tỉnh nhà. Khẳng định người cao tuổi Việt Nam có vai trò quan trọng đối với gia đình, xã hội và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống đạo lý văn hóa tốt đẹp, kính già yêu trẻ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn dành tình cảm chân thành, sự trân trọng, quan tâm sâu sắc đối với người cao tuổi. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn người cao tuổi cả nước học tập gương sáng của Bác Hồ, tuổi cao trí càng cao, tuổi già nhưng trí không già, sống vui, sống khỏe, động viên con cháu, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Chủ tịch nước hoan nghênh các cấp hội người cao tuổi cả nước đã có nhiều hoạt động ngày càng thiết thực với nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, động viên và phát huy vai trò người cao tuổi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Hội Người cao tuổi Việt Nam tích cực tham mưu thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 và xây dựng hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về người cao tuổi giai đoạn mới, thống nhất mô hình Hội Người cao tuổi trên cả nước theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tiếp đoàn đại biểu Đại hội 6 Hội Người cao tuổi Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi tặng quà chúc thọ cụ Phạm Thị Lứ, 103 tuổi, ở thôn Cầu Lâm, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, là hộ gia đình chính sách, hội viên người cao tuổi tiêu biểu gương mẫu, luôn phát huy được truyền thống, tuổi cao trí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và chúc cụ sức khỏe và không phải là tên ba phải 120 tuổi. Cũng tại xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
tới thăm mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hợp tác xã Tân Minh Đức. Được thành lập từ năm 2014, Hợp tác xã hiện canh tác trên diện tích 44 ha, doanh thu trung bình đạt từ 10 đến 13 tỷ đồng mỗi năm. Ông Phùng Thanh Mừng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã là người cao tuổi. Trong số 174 thành viên của Hợp tác xã có nhiều người cao tuổi. Trung bình mỗi năm, Hợp tác xã tiêu thụ 2.300 đến 2.500 tấn rau các loại, 170 đến 180 tấn dưa lưới công nghệ cao. Hợp tác xã tạo việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Thu nhập của các hộ thành viên từ trồng rau màu đạt từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, những hộ sản xuất có diện tích nhà màng sản xuất công nghệ cao cho thu nhập từ 500 triệu đồng tới 1 tỷ đồng một năm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, sản phẩm làm ra, tiêu thụ thuận lợi, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng được áp dụng mạnh mẽ, xã viên đoàn kết, cùng lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của hợp tác xã và địa phương. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm hợp tác xã Tân Minh Đức, thăm bà con xã viên của chúng ta, đặc biệt các bà con ở phía đây rất nhiều. Bà con là người cao niên và từ hợp tác xã Tân Minh Đức chúng ta rút được nhiều kinh nghiệm để phát triển hợp tác xã, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương trong thời gian đấy, tốt nhất từ kinh nghiệm của Tân Minh Đức. Tôi biểu dương sự cố gắng lớn lao của các đồng chí lãnh đạo hợp tác xã, của bà con xã viên, của các hộ nông dân ở Gia Lộc của chúng ta và chúc hợp tác xã Tân Minh Đức ngày càng phát triển, giữ vững là ngọn cờ uy tín ở địa phương, là hợp xã ngày càng lớn mạnh, đặc biệt thu nhập của bà con xã viên ngày càng tăng, xứng đáng là vai trò của hợp tác xã trong quá trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Nhân dịp về thăm tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và trồng cây lưu niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc.